Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Long TV trong phần chơi Slime Ranger Mod. Chúng ta hãy nhìn qua một lần. Đây là tất cả những bé kẹo dẻo đang được nuôi tại đây. Và có những bé này căng bự quá, từ từ mình sẽ cho ăn thêm. Thì chúng ta sẽ có những bé gà roti vô cùng đặc biệt. Mình sẽ đem bé gà roti đem về nuôi ở gần nhà coi làm sao. Bởi giờ bé gà roti á, chúng ta kiểm tra là không có tạo ra thêm gà con. Gà roti con đâu? Ôi vừa mới nói. Ôi có không? Hay là số gà roti này mình bỏ vô thêm? Có gà già không? Không nha, không nha, không có gà già đâu. Rồi, ê, nó lớn lên kìa. Nó lớn thành gà trống. Đó, mấy con gà con lớn thành gà trống. Có lúc thành gà trống, có lúc thành gà mái. Hiểu luôn. Đó là số gà con đó. Rồi giờ chỗ này là ăn uống ngập mặt. Được bao nhiêu à? 107. Chỉ có em bên đây là thôi không có gì ăn thôi. Nè có con Rusko ăn đỡ đi. Ăn đỡ thôi. Chúng ta đi về đặt cái này ở kế bên nhà luôn. Nếu mà ai đang thắc mắc là nó không lót ra thì nó làm gì có gà con á, thì đem về để kế bên nhà luôn. Kế bên nhà là phải lót. Ở ngay tại đây rồi còn không lót nữa thôi luôn á. Mỗi một ngày á, trước khi đi ngủ á, phải có công chuyện gì nữa nè. Đâu để coi thử có Holy Slime không. Không thấy cái dòng sáng nào trơn hết á. Có Holy Slime thì tốt. Ồ gì đấy. Đập ra coi. Pink Ornament thấy hoài luôn. Đây vô trọng. Bên này có gà roti không? Nếu mà chịu khó đi tìm thì chắc cũng sẽ có mấy cái thùng gà roti á. Vừa mới nói. Hey, hey. Nè đập ra. Chỉ lấy gà roti thôi, không lấy những em khác. Còn không, còn không. Cho tôi ăn miếng nữa coi. Cái thùng đó cái màu sắc rất là đặc biệt, rất là nổi luôn. Đây, một thùng nữa. Chúng ta đập phía bên này đi. Không có gà nhỏ nha, chỉ có gà bự thôi. Đi về. Xong chuyện rồi thì đi về. Và bên đây thì Demon Slime, Devil Slime, Demon Slime gì đó. Thấy hoài luôn á, cái con đó là dễ tìm nhất. Và còn một bé lam hay là một bé kẹo dẻo đặc biệt nữa ở khu này. Mà thấy đúng một lần duy nhất thôi. Mà chưa có thấy thêm lần nào nữa hết trơn hết á. Thì thấy thêm lần nào nữa là hốt liền luôn á. Không thấy. Trong cái bong bóng nó không có. Ta quay về một cái. Chuyển đổi mục đích sử dụng của khu này. Bỏ đi. Ta sẽ chuyển thành cái chuồng gà. Và nâng cấp 2 won Green Grab Vitamin Deluxe Upgrade. Deluxe Upgrade. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một con gà trống, một con gà mái. Cả hai đều là gà roti. Thì sau khi mình đi ngủ, chúng ta sẽ có được gà roti nhỏ hay không? Thì tất nhiên là con gà roti á, nó cũng sẽ có cái dòng đời. Nó già quá rồi, nó trở thành con gà bị nướng nhiều quá. Nướng khét luôn á. À, không thấy nè, thấy không? Không thấy nha. Có bộ là giống gà này nó không có tự sinh sản được rồi đây. Chỉ có thể đi tìm thôi. Ăn mắt ra coi. Demon Slime. Có không? Có không? Mà cái thùng gà roti mình thấy bên này cũng ít nữa. Nhiều khi qua bên đây không thấy luôn á. Có gì đây không? Gì vậy vậy? Gì ở trển mà. Gì rớt đất tùm lum hết trơn hả? Làm gì mà. À mấy bé này ăn. Gì rớt đất tùm lum hết trơn đó. Ôi đẹp quá vậy. Tabi Tangle Tabi nè. Đẹp ha. Cái màu nó kết hợp ra rất là đẹp. Rồi quan sát một cái. Chưa thấy có gì lạ. Thôi đi về đi. Vẫn là đi lót mấy chỗ này ra thôi. Kiếm thêm gà roti. Bên dưới, bên trên, bên kia. Không có gì thì ta đi về. Mỗi một ngày là phải chịu lót vậy đó. Ok chưa mấy đứa? Đi, đi. Đi qua đây cái nữa là đi ngủ được rồi. Có thùng đây không? Không có. Ok, quay về. Quăng em này lên, trang trí cho ngôi nhà. Một đống. Ở đây là một cặp gà roti chống mái. Không có một con gà con nào hết nha. Tình hình là nuôi ở đâu cũng vậy thôi. Thì khi mình bước qua bên chỗ của Victor á, là cái phòng thí nghiệm á, thì bên đó cũng sẽ được lót ra thôi. Nó có là nó xuất hiện liền, còn nó không có thì bây giờ ta nhìn vô là biết luôn. Có thể chốt một câu là không có. Không có luôn nè, thấy không? Đó, không có. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Em này chắc chỉ có thể đi tìm rồi. Đi tìm gà roti nhỏ. Nhìn mắc cười ghê á. Gà roti nhỏ bỏ vô thôi chứ. Mấy con bự chúng ta lấy đi. Đang có tổng cộng là 9, 5. Chưa đủ. Ít quá. Ít quá nên chưa có chơi đủ. Kiếm nhiều hơn nữa. Nhiều chơi cho nó thoải mái. Oh, shiny, shiny demon slime. Quá dữ, shiny luôn. Tabi, tabi, tabi. Vừa mới qua thôi. Kiếm được một bé shiny. Hay quá. Tung ra con gì nữa đây. Ấy gì đây? Ủa nữa kìa. Ủa sao đơn giản quá vậy? Hai bé shiny luôn. Còn ở đây là Garnet. Garnet. Garnet bỏ qua đi. Không quan tâm Garnet luôn. Bỏ qua đi. Đi chỗ khác chơi. Shiny luôn nha. Ghê không? Ôi Garnet nữa kìa. Để mình tìm Garnet hoài luôn á. Đâu để ra đây coi một cái. Ngoài đây có gì mới? Quan sát, quan sát. Có một cái bé kẹo dẻo. Lần đó đang quan tâm những cái bé fusion, thành ra bỏ qua bé đó một cái thôi là bây giờ không thể nào mà tìm lại được luôn á. Ở Demon là đi đâu cũng có. Đúng thiệt là đi đâu cũng có hết trơn hết á. Lucky. Lucky hả cưng? Rồi ba lên luôn, ba lên luôn. Và ở chỗ Class Desert này á, là hầu hết tất cả những cái khối Treasure Pot là mình đã mở, mình lấy hết rồi. Giờ chỉ còn có 10 cục thôi. 10 cục đó chúng căng nha. Ta sẽ không có biết được nằm ở đâu đâu. Mấy con Demon ở dưới kìa. Nhiều quá chừng nhiều luôn á. Đâu ra ngoài kiếm cái nữa coi. Không có thì đi về. Gì đấy? Là sao? Hến vậy? Có con thà. À, các bạn thắc mắc thà có ăn được gà roti không? Thì từ từ chúng ta sẽ có một bé thà trở lại. Rớt ra cái gì nữa vậy? Từ từ bình tĩnh. Ở đây chúng ta sẽ cần phải có một cái thạch. Có thạch gì đâu. Mấy em rớt thạch ra ăn vô coi. Em này ăn tất cả mọi thứ. Ai dởm cho nó ăn gà roti ta. Nè bứng cái này lên cho ăn đỡ đi. Ăn tất cả mọi thứ hả? Ăn con. Ăn tất cả mọi thứ gì kỳ vậy? Vui quá rồi nó không ăn nữa. Nó đói bụng. Kiếm em nào đang đói bụng. Ăn vô. Đúng rồi. Davis plot. Đây, ta sẽ làm một beta. Ăn vô. Nè, rồi gà roti có ăn không? Gà roti. Ơi. Nè, gà roti. Giỡn hoài. Đi ra chỗ khác đi. Nó cạp mình cho nó cạp luôn. Giờ mình đem nó lên đây. Một cái chỗ mà hả chỉ có mình với nó mà thôi. Nè, ăn không? Ăn gà roti không? Đó, ăn luôn. Rớt ra cái gì? Rớt ra một đống tha. Rồi chạy đi, ghê quá. Ôi con kia, một đống con thơ luôn. Cái này gọi là phá hoại. Đó, binh đoàn tha đang xâm chiếm khu sa mạc kiến. Hỏi thì thắc mắc chưa được giải đáp. Con tha ăn mấy em gà roti thì được gì? Được một binh đoàn tha chứ được cái gì. Mười mấy con luôn xuất hiện, quá ghê gớm. Giờ để lên đây coi có cái gì không nè. Rồi ta đi qua bển thôi. Quá dữ, chơi lớn quá mà. Ở chỗ này, chỗ này ngó tiếp. Cái bé kẹo dẻo kia hả, dường như hiếm thiệt hiếm luôn vậy đó, không thấy luôn á. Này ở ngoài vòng kiểm soát rồi. Thôi không có gì đâu, xuống dưới đi. Demon Slam, Garnet Slam. Đây là gì? Rock hả? Lát nữa bị ăn hết bây giờ á. Đi thôi, đi thôi. Quay về đây. Quay về mình sẽ bắt một em này đi. À, mình sẽ thử lại một cái bữa mình cũng có làm rồi. Ta sẽ lấy cái môi giác plot. Đang quan sát xung quanh cái. Thôi về. Lucky. Lucky là vô bán liền. Đang có 7.000 mấy rồi, rớt giá rồi. Mất tốt. Giờ đi qua chỗ cô Mochi. Đây là 4 bé Demon Slime Shiny nha. Shiny mới chịu. Bình thường không chơi. Đâu rồi? Chỗ này sẽ có một cái nhà ấy. Mấy em này ăn ghê chưa? Boss đâu? Mình có thể lấy được những cái chuông gió bằng chỗ này không ta? Ở đây nè, có thể lấy hết. Withdraw, charm. Mình có thể kêu nó hút hết. Area clean up, charm. Chọn vô. Ồ nè, đó. Được nè. Ok. Đỡ phải vô đứng hút từng cục. Chậm quá. Bấm cái là xong thôi. Quá đơn giản đúng không? Nhưng mà mình còn thiếu Slimy Solution. Để về kiếm Slimy Solution cái. Thì bữa giờ Beta sẽ cần phải ăn cái Slimy Solution này vô nè. Nhưng mà không biết vì một lý do gì đó bé ấy không ăn. Thì chúng ta sẽ có được một bé là bé Kamta. Để đi qua bển một cái. Chúng ta sẽ làm lại. Đâu? Nè vô đây. Vô đây. Vô đây con ơi. Và ăn vô. Nhanh quá. Có hai bé hồng đi ra chỗ khác chơi. Bưng. Bưng. Rồi. Một cái yêu cầu nữa là mình không được đứng ở đó. Nghĩa là mình không được đứng ở gần đó thì bé Tha mới có thể ăn những cái Slimy Solution. Chúng ta không nghe nhạc nữa là được. Không nghe nhạc mà của bé Tha. Nhưng mà rốt cuộc chưa có thấy chuyện gì xảy ra nè. Bữa có thử một lần rồi, giờ cũng đâu có thấy gì đâu, thấy không? 4 cái Slimy Solution vẫn còn y nguyên. Ủa gì vậy? Sao mình bị hút qua bển vậy? Lý do gì? Tha. Nè giờ cho ăn gà roti nè. Ăn vô con. Ăn luôn. Và ra một đàn tha luôn. Này nó cấp số nhân lên ghê không? Ra một đàn luôn. Rồi đàn này có chịu cái con đầu tiên đã bung rồi. Để lâu quá nó sẽ nổ bùm. Rồi giờ một trong những con đó nó phải ăn cái Slimy Solution thì mới được nha. Cái bản mod nó là như vậy. Mà mình bữa giờ mình thấy là nó không ăn rồi đó. Nó không ăn thì không được. Chúng ta thử lại thôi. Cả một đàn luôn mà không con nào ăn hết trơn hết đó. Không con nào ăn luôn. Nè, ăn vô. Tại sao món đó lại chê? Và để chắc cú hơn nữa thì mình sẽ bay ra ngoài đây luôn. Chúng ta không còn nghe nhạc khi mà beta xuất hiện nữa. Và boom, phá bông. Còn phá bông chứ không có được coi beta kia. Rồi phá bông vui ghê. À, mấy em có ăn không? Mấy em có ăn thì cứ ăn nha. Giờ mình đi về. Mình sẽ gắn mấy em Demon Slime vô chỗ của Victor. Demon Slime là nên nuôi thêm hay là giảm bớt số lượng ta? Khoái. Thấy chuẩn bị cho đồ ăn cái là khoái. Khoái thiệt khoái luôn mấy bé tabi này. Khoái liền. Úp vô nhanh nhanh lên. Úp vô nhanh nhanh lên. Ăn hết đi. Gà roti nó đâu có đẻ thêm đâu. Cứ ăn hết đi cho rồi. Quá chừng. Ghiền ghiền lên. Ăn cái lên trăm mấy liền thấy không? Có mười mấy con gà thôi à. Quá dữ luôn á. Thấy cái này đi một cái. Biết sai mình cũng qua cái refinery à. Hay là nhà kho à. Nên mình sẽ bắn vô trỏng luôn. Lâu lâu phải nhớ phải qua dọn đồ của mấy em này nữa. Có cái gì đó. Đang coi một cái. Cứ bình tĩnh. Đây đây là mấy em shiny nè. Màu đặc biệt shiny. 4 em. Rồi 3 em hay 4 em gì đó. 3 em shiny đặc biệt. Mà đây nuôi hơi nhiều rồi đó. Chắc giảm bớt số lượng lại đi. Không cần nhiều vậy đâu. Mình sẽ nuôi mỗi loại 3 con thôi. Đó, 3 con shiny, 3 con bình thường. Không cần nuôi nhiều quá. Mình đã chạy về ngủ tới sáng. Bây giờ chúng ta vô đây coi. Ai đây? Odin, Otis và Mochi. Ông Odin đi. Rồi Bogo Food 12. Hot Onion. Ủa khoan, 3 con gà nhỏ đúng không? 3 con gà nhỏ lớn lên. Gà này phải đi kiếm. Căng quá đi. À ha. Ta có thể thử thêm phát nữa. Bỏ gà trống vô. Hot Onion. Lấy. Rồi Bogo. Bogo ở đây chưa ra hả? Bogo. Hình như Bogo mình không có trồng nha. Có cây Bogo không? Có cây Bogo. Đi qua bên mấy chỗ bên kia kiếm. Mấy trái? 12 trái đúng không? 12 trái. Thì ngoài đây là có được mấy trái nè. Hy vọng là chưa có em nào ăn. Cái đó là Cell Discovery á. Cell Discovery nó bay sùm luôn. Nó đâu có nhẹ dữ vậy đâu ta. Sao nó bay sùm ghê vậy? Hả? Nhẹ quá hả? Nhẹ quá nên bay sùm được. Đây 8 trái. Kiếm thêm miếng nữa. Gì đó gì đó. Đây là gì? Cell Discovery. Cũng vậy. Không có gì khác biệt. Vậy là được 11. Nãy có một bé kẹo dẻo ăn mất rồi. Bắt gà trống về luôn. Giờ mình còn thiếu một cái nữa. À ha, hên chưa. Còn một cái dính trên đây. Làm luôn. Đưa cho ông Odin. Gì đây, gì đây? Star Discovery Slime. Sao chơi nổi vui vậy? Vui thiệt luôn á. Bây giờ bỏ em này vô trong này. Bỏ em này vô trong đây. Và cho vô trong đây. 1, 2, 12. Bắn hết được không? Không, không bắn hết được nha. Rất ra thạch tùm lum. Lấy. Các loại thạch khác nhau. Và hết rồi. Làm xong mày chờ thôi à, chứ mới làm gì nữa hết trơn hết á. Bỏ vô. Mày ăn vô đi mấy đứa. Ăn vô đi. Ăn cho bự lên. Mập vô. Dạo dạ dạ. Bên đó không có được bắn vô nha. Bắn vô là mệt á. Rồi còn chỗ này chúng ta phải dọn lại một cái. Dọn lại cho nó đẹp đẽ sạch sẽ. Unstable Shack. Bỏ vô. Rồi đi kiếm thêm gà roti. Qua đây một cái. Có gì đặc biệt không? Nhìn xung quanh. Rồi vô đây. Vô đây vô đây. Nguyên một khu này là chưa đụng gì tới luôn nè. Có cần phải lấy về không ta? Suy nghĩ. Khu này rất là đẹp. ta bay ra đây coi một cái. Còn gì đây nữa không? Không có. Quyến khu này là chưa đụng tới luôn á. À, vậy là đi qua bên kia nữa. Chạy qua bên này. Có gà roti không? Khu này là 16/18 Dry Trip. Quan sát xung quanh. Gà roti. Với lại có một cái bé kiểu dẻo nào đặc biệt nữa không? Không thấy ha. Không thấy. Giống như lần trước mình tìm thấy được bé của Kadoba vậy đó. Thì mình đang muốn coi có bé nào đặc biệt hơn cái bé của Kadoba đó không. Chúng ta có bé Gilded Ginger không? Đó, đó là những cái chúng ta đang muốn tìm kiếm. Hòn đảo bên kia dịch chuyển qua đây nè. Bay đi luôn. Không về theo đường đó mà bay đi luôn. Bay qua đây. Ở đây là ra cây cầu. Rồi ra luôn. Ra chơi. Không biết đang ở đâu. Ngoài đây có ra lần nào chưa ta? Ồ, gì đây? Gì đây? Lên trên kia. À, cái này đi rồi. Cái này lần trước đi rồi. Nhìn nó lạ lạ thôi. À, nó chuyển mình từ bên đây qua bên đây thôi. Có gì lạ đâu. Mà tại sao mình phải bay về bển làm gì ta? Nó đi đường này luôn đi. Đường này luôn nè. Rồi lên đây. Cái này chưa nè. Cái này tính là Moss Blanket hay là Dry Drift? Chắc Dry Drift quá. Tam si hả? Tam si mới ghê. Red Slam Lem. Quan sát thử rồi còn gì nữa không? Còn trái màu tím bên kia kìa. Lần đi lần khó rồi. Chơi luôn đi. Chơi luôn, chơi luôn. Nè. Ok. Xuống luôn. Unlock. Bưng. Mark Fashion Pod. Rồi bơi qua đây. Đó, giờ đây là vô trong khu Mod Blanket. 20/21. Là còn một trái nữa thôi là xong hết toàn bộ tất cả những cái treasure pot ở trong đây. Thẳng đi kiếm mấy bé Holy đi. Holy Slime. Đâu, Holy Slime đâu? Đang quan sát xung quanh coi. Holy Slime bên dưới này chăng? Ở bên dưới này xuống lấy rồi đúng không? Rồi thấy chưa? Rồi nha, rồi nha. Bên dưới này đã làm rồi. Có toàn mấy bé chữ dữ không hả ta? Tự nhiên tới bây giờ Holy Slime lại trở nên khó khăn. Cái gì vậy? Nó giận dữ cái nó nhảy lên chợ nó xuống dưới đó luôn. Đâu qua đây coi. Ở đó đó có cái vòng kìa. Hai cái vòng sáng. Holy Slime. Qua bển, qua bển. Đúng không? Chính xác, chính xác. Holy Slime. Một bé đã bay mất tiêu rồi. Ờ, nó ăn gà roti kìa. Phải không? Phải ăn gà roti không? Nhìn giống quá. Một bé nó lao xuống dưới rồi. Tự nhiên lao xuống dưới chi vậy? Ở bên kia, bên kia, bên kia. Hai em Holy Slime. Đừng có lao xuống em ơi. Cho tôi bắt cái đi. Rồi Wood Slime nè, mấy đứa ăn đi. Cái con Pharaoh dữ quá. Người ta có làm gì mấy đứa đâu. Pharaoh gì. Rồi bay lên đây. Bay lên ngó. Bay lên tiếp. Ở đây có cục màu tím mở rồi. Mở lâu rồi. Và những cái cây này luôn. Có dịp là bay lên trên đây thì lên luôn. Lên khám phá. Ở phía trên. Hello, hello. Cây cối tùm. Đi trên đây luôn. Quá dữ. Rồi trên này còn gì nữa không? Trên đây Holy Slime kìa. À cái thùng kìa. Hình như còn chỗ này chưa mở. Mở rồi luôn. Ố về luôn. Rồi ra đây. Đập bùm. Rồi và qua bắt Holy Slime một cái. Đây bên kia lại xuất hiện nữa rồi. Và có Bubble nữa kìa. Bubble. Qua đây qua đây. Enter plot. Ta bỏ lại đi. Và xuống dưới này. Mở cái cuối cùng. Mày thấy có bé màu gì nhảy lên vậy? Wood hả? Wood, wood. Gỗ thôi. Và mở lên. Tưng. 21 trên 21. Mở được hết toàn bộ luôn. Và quay lại. Bắt em này một cái. Bắt đầu. Chúng ta sẽ cần phải bay lên. Bay lên để đi về. Đi về thôi. Ở đầu này ngó một cái. Cái đó là Secret Spy á. Rồi còn đầu bên đây thì sao? Oh. Thôi về đi. Mở hết rồi, xong xuôi rồi, ngon lành rồi. Giờ đi về cái đã tính tiếp. Có ngó thử rồi có được. Có cái cray. Hai cái luôn. Đập liền. Úp vô. Đập luôn. Em này văng ra xa quá. Lại là Cell Discovery nữa. Star Discovery nhiều quá. Về luôn. Về thôi, về thôi. Ê à, Holy Slime. Ủa ăn cái gì mà rớt ra nhiều dữ vậy? Ăn ghê vậy à, Holy Plot nè. Mà ăn rớt ra nhiều dữ. Có phải ăn gà roti không? Nghi lắm. Chỉ có gà roti mới rớt ra nhiều như vậy mà thôi. Tao quay về một cái. Trong này sao rồi? Chưa nha, chưa xi nhê gì hết nha. Về ngủ. Bước vào đây một cái. Demon. Demon. Demon rất là đông. Qua bên này. Hot cái coi. Hot mấy cái máy bên đó kìa. Với bên đây nữa. Hot lên luôn. Trời sáng rồi, vậy thôi, vậy thôi. Và có gà nhỏ không? Ủa có kìa. Hay là do những con gà nhỏ có sẵn? Ủa mà đâu ra Elder Rusko thì mình không nói nha. Ủa có gà nhỏ hả? Vui vậy. Hồi nãy mình có bỏ gà nhỏ vô sao? Phải không? Khó tin quá vậy. Khó tin mà có thiệt. Đâu để ngó một cái coi. Em đó là em Tabi thôi. Giờ ta sẽ cần phải cho những em này vô trong chuồng. Và Bubble ăn trái cây. Bubble ăn Elder Rusko nổi không? Không nha, không ăn Elder Rusko đâu bể. Tình luôn á. Mới bỏ con vô bể. Và ăn cái coi. Ăn kiểu gì cũng được hết. Và rớt ra cả đống. Thật là sung sướng. Vậy mới đúng. Rớt ra là phải rớt một đống như vậy đó. Và phân 27.000. Bây giờ chạy qua bên kia. Bây giờ mình lấy lại hết rồi. Giờ còn bên đây ăn gà đó đi. Overcook. Roaster. Đây rooster nè. Đó overcook rồi. Nấu lâu quá rồi. Chạy qua bên này coi. Tình hình sao. Hình như bên đây là lấy hết gà rồi hay sao đó. Nhưng mà bữa giờ quên mất không qua luôn. Hello, 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 hello. Còn không, còn không. Không còn gà luôn. Không còn gà luôn nha. 7 hả? 7 8, 9 luôn á. Phải ăn vô đi mấy đứa. Ăn vô thoải mái. Nè, ăn vô. Bưng. Một đống. Bên kia cũng khỏi lo. Rồi bây giờ có thêm mấy em này rồi. À, quên ha, quên ha. À, để làm thêm mấy em spirit nữa chứ. Quên mất tiêu đến chuyện đó luôn. Phải làm thêm spirit chứ sao mà bỏ mấy em spirit được. Spirit gì ít quá mới có một em thôi à. Bán luôn. Chúng ta đi. Cái này chắc đi về ngủ được luôn rồi đó. Nhưng mà để mình vô đây một cái. Mình làm nhiệm vụ coi. Nhiệm vụ. Ai đây? Bà Thora đi. Bà Thora. Một bé này. Một bé đó và những bé hồng. 15 bé hồng. Hồng đâu? Pink Slime. Gì vậy vậy? Blue Slime làm gì vậy? Good Slime. 15. Rồi bây giờ tiễn mấy em này lên đường bớt. Blue Plot. Rồi mấy bé này ăn luôn bé Pink hàng gì. Ăn luôn mất bé Pink của tôi. Mấy bé Blue này ghê quá. Rồi hút vô liền. Ra đây. Rồi Clue. Bye bye. Bỏ đi luôn. Ra ngoài ngó một cái coi. Thông thường thì cái chỗ ở gần nhà này nè là không có mấy cái thùng gà roti đâu. Chỉ ra coi một cái thôi. Chúng ta đi qua những cái nơi khác á, sẽ có thùng gà roti nhiều hơn. Rồi kiểm tra chuồng gà roti chứ. Coi coi có sự kết hợp gì diễn ra không. Không có. Rõ ràng là không có. Qua đây. Qua đây có nước nè. Đó, dễ tìm lắm. Thấy không? Có nước là dễ tìm. Và Pink Slime bên này cũng có. Nhưng mà thông thường mình thấy Pink Slime cũng không có nhiều lắm. Bên đây là còn 3 cái nữa. 3 cái thì có thể nó sẽ nằm ở dưới nhiều hơn. Ở trên như mình đã mở gần như là tất cả luôn rồi đó. Chúng ta mở cửa này ra coi. À, có một cái này không? Đi qua coi một cái thấy liền. Đây là 3 cục. Sunburst Tree. 3 cục. Và có thùng gà roti. Từ từ. Vô đây. Đập thùng. Bắt gà. Thùng thường. Đập thùng. Có gà trống. Trên đây hả? Ý, có thùng gà roti. Bùm. Hay quá. Vui. Có gà roti là tôi vui à. Go Pink Echo. Red Echo. Đâu để mình lên đây coi một cái thôi. Cái này mình nhớ là không có gì đâu. Nhưng mà cũng lên coi một cái cho nó xong. Và có thùng gà roti thôi. Không có sót còn gì đúng không? Không có sót còn gì là được. Chỗ này. Ô về luôn. Xong. Đang tính bắt bé Plank Slime. Nhưng bé Plank Slime ăn cái thạch cái biến đổi luôn rồi. Thật là bó tay quá đi. Bé Plank Slime chơi kỳ quá. Rồi thôi lên đi. Về được rồi đó. Đi kiếm gà roti. Ngon lành. Và về làm nhiệm vụ cho bà Thora. Phải sẽ cần 15 bé. Kiểu dẻo màu hồng. Vô đây cưng. Thêm một bé này nữa. Và bùm. Có gà sơn màu. Gà sơn màu hả mấy đứa? Pưng. Vàng. Vàng và xanh. Tô điểm lên trên. Gà sơn màu nè. Ăn đi mấy con. Ăn thoải mái. Chúng ta còn bắt thêm mấy bé Demon cái. Nói làm liền. Demon. Ở bên kia có Demon. Mình thấy rồi. Mình muốn qua đây trước. Có không? Có không? Rồi tiếp tục. có được thêm 2 bé Demon để Demon với lại Holy. Chung là nó sẽ biến đổi gì đó. Cell Discovery tới bên này cũng có nữa, đi đâu cũng thấy. Tôi không cần Star Discovery, tôi đang cần bé khác kìa. Tập luôn. Vô. Quay về. Môi rác hả? Môi rác lỡ vô đây rồi. Bay về đây luôn con. Được 400. Bây giờ Holy Slime. Có bắt được thêm em nào không? Mod blanket cái đi. Giờ phải chui vô cái chỗ mà đông một chút. Không chui vô chỗ đông á là khó kiếm thêm lắm. Ở đây có 2 cái. Mở hết trơn rồi. Mở hết trơn. Đó, Pharaoh đó. Cái bé nó hoang dã dữ lắm đó. Đó, thấy rồi nha. Đứng lại cho tôi. Lucky Plastic, à Lucky đây. Tưởng con kia Lucky không à. Rồi mấy em này thì không sao. Và Go luôn. Bắt luôn. Go mình cũng đang nuôi. Cỡ nào cũng có nuôi hết trơn hết á. Oh yeah. Holy Plot từ hồi nãy á. Ủa mà lúc đi ngủ nó không có dọn hết ta. Nó lẽ đi ngủ xong nó phải dọn cái mới đúng. Rồi Holy Slime. Chúng ta qua đầu bên kia một cái. Ở bển coi kiếm Holy Slime. Có không. Có gà roti tiếp. Gà roti hoài vậy. Ta bay qua đây. Đạp gà roti cho nó thoải mái. Rồi giờ để lên đây. Lên đây coi. Có một thùng gà roti bên kia. Lên cao tìm Holy Slime á. Mấy em bình tĩnh. Ao nó cạp mình. Vô. Rồi còn em nào nữa không? Có thêm cái coi. Bubble hả? Bong bóng đúng rồi. Bong bóng. Quan sát xung quanh. Em đó tự dưng nãy kiếm được quá chừng luôn, giờ hả không thấy đâu hết. Ta đi về đi. Đi về. Đi đường này về. Chỗ này à, đó. Đi đường này về là thấy có nữa nè. Ok ơi, coi chừng đừng đi quyên sinh. Ê đừng. Hai con nó đi quyên sinh luôn. Thiệt tình luôn á. Tự nhiên đi quyên sinh à. Yêu thích đi quyên sinh lắm hay sao á. Chỗ người ta bắt về người ta có làm gì đâu, người ta bắt về ta nuôi mà. 2 con nữa là đẹp luôn rồi đó. Đâu để mình ra đây mình chịu khó mình ngó cái nữa coi. Xuất hiện thêm rồi mấy đứa. Xuất hiện thêm coi. Đầu bên này hả? Đầu bên này hình như là chỉ có cái chỗ ngay đây là nó có cái Kaiser Pot thôi. Nhưng cũng đã mở rồi. Holy Slime. Con tha xuất hiện rồi. Thôi về. Mấy em quậy quá. Tôi muốn kiếm mấy em đem về nuôi mà mấy em cứ quậy như vậy. Giờ Lucky chúng ta để ở đâu đây? Suy nghĩ. Lucky. Giờ còn mấy trái prickle pear kìa. Có em nào muốn ăn trái cây không? Ở đây không ăn trái cây, chỉ có ở đây mới ăn trái cây thôi. Ăn trái cây luôn đi. Rồi và kiểm tra gà roti với gà kia coi. Không có nha. Không hề có gì luôn. Để mình lên đây một cái nữa. Ngủ qua một đêm. Thôi ngày mai có con gì không? Sao nãy có. Nãy có chắc do bắn gà vô. Ôi có kìa. Gravity Cup cấp độ 2. À có nè. Nhưng mà đâu ra overcook luôn. Con gà này, gà này ở đâu ra không biết nha, không biết ở đâu ra luôn. Nhưng mà là sẽ có, chắc là hy sinh một con gà trống mới tăng được thêm một con gà roti. Vụ này khoa học chưa có giải thích được, căng thẳng quá. Rồi bỏ đây cái đi. Mấy em ăn vô cho tôi. À, ăn vô. Tao nó nhỏ nhỏ lại mấy đứa bự quá rồi. Ăn vô nó mới nhỏ, còn không ăn nó không nhỏ đâu. Rồi nhỏ lại, thu nhỏ lại. Ấp vô, thu nhỏ lại rớt thạch ra. Em kia đớp, em này đớp. Hai phiên nhau đớp. Nè, ăn đi, ăn đi. Thu nhỏ lại hết. Và bao nhiêu thạch đây? Cầm sáo. Cầm sáo đi bán liền luôn. Giờ tiền bạc cũng đâu thành vấn đề gì đâu. Ngày hôm nay thì mình cũng đã có được thêm một cái chuồng gà mới để chúng ta có thể theo dõi được sự sinh sản của các bé gà roti, cũng như là có thêm những bé Angel Lamb và Demon Lamb. Còn bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây và hẹn các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.